đây là bạn. Không, đây mới là bạn. Giả sử bạn là một công dân tốt, địa bàn hoạt động của bạn là Hà Nội. Và một ngày trời không được đẹp, bạn quyết định thực hiện chuyến đi phượt mà mình đã ấp ủ bấy lâu nay. Đang vi vu trên đường và nghĩ về những địa điểm mà mình sẽ đặt chân tới, hào hức đang là cảm xúc chủ đạo trên khuôn mặt của bạn thì bỗng nhiên xe chết máy giữa đường. Là một công dân vẫn chưa quen với việc rời xa vòng tay của cha mẹ, cảm xúc sợ hãi là điều khó có thể tránh khỏi. Đặc biệt là với một người con trai đang ở một nơi vắng vẻ, bạn không thể tự sửa xe. Tất nhiên rồi, bạn không có ai đi cùng để giúp đỡ mình. Hơn thế nữa, với sự rụt rè ở cái tuổi chập chững trưởng thành, bạn rất ngại giao tiếp. Bạn chẳng dám hỏi ai, mà dù có dám cũng chẳng có ai để hỏi. Vì trong lúc bạn ngồi đó suy nghĩ, mọi người đều đã đi ngủ hết rồi, chỉ còn mình bạn với bóng đêm hiu quạnh. Áp xe tới cầu cứu, chia buồn với bạn. Bạn sẽ chỉ nhận ra rằng con người sao lại lạnh lùng và vô cảm đến như vậy. Bạn thầm ước sẽ có một phép màu nào đó chỉ cho bạn tất cả những điểm sửa xe ở gần mình và điểm sửa xe lý tưởng nhất. Nhưng dẫu sao, cuộc đời vốn không phải là một câu chuyện cổ tích. Bạn vẫn ở đó một mình trong đêm vắng hiu quạnh. Bất chợt, bạn không thể nào định hình được má mình ướt là do mưa rơi hay nước mắt rơi. Đó không phải là câu chuyện của riêng bạn Vi Văn Vu. Theo khảo sát, có tới 43% người dùng xe máy thừa nhận phải sửa xe ít nhất một lần trong vòng 2 đến 3 tháng. 4% thậm chí phải sửa xe mỗi lần một tuần. Tuy nhiên, những sự cố hỏng xe lại thường đến bất chợt, không báo trước và riêng việc tìm được một địa điểm sửa xe cũng đã đem đến không ít phiền toái cho người dân. Xuất phát từ thực trạng như vậy, nhóm chúng tôi đã xác định được nhóm khách hàng tiềm năng cũng như nhóm khách hàng trung tâm của ứng dụng tìm kiếm địa điểm sửa xe Vivu. Nhóm khách hàng trung tâm chính là cộng đồng phượt, những người trẻ ưa xe dịch, độ tuổi từ 18 đến 30, có smartphone, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và đóng góp cho cộng đồng bạn trẻ cùng sở thích, là thành viên của các cộng đồng phượt.com, phượt.vn. Nhóm khách hàng này sẽ giúp Vivu xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu trong giai đoạn đầu tiên của chiến dịch nhằm tạo dựng niềm tin cho Vivu, đồng thời update dữ liệu người dùng trên khắp các tỉnh thành cả nước. Và chính nhóm khách hàng trung tâm này sẽ mang Vivu lan tỏa đến nhóm khách hàng tiềm năng có độ tuổi từ 20 đến 35, tập trung vào nữ giới, chủ yếu là sinh viên và dân văn phòng, những người có nhu cầu đi lại thường xuyên trong ngày và thích đi du lịch. Vậy với nhóm khách hàng tiềm năng này, những tính năng cải tiến nào của Vivu sẽ đáp ứng được nhu cầu của họ? Các khách hàng họ mong muốn một ứng dụng giúp họ tìm kiếm được dễ dàng tất cả các địa điểm sửa xe ở gần mình. Không những thế, thông tin về địa điểm sửa xe phải đầy đủ và chi tiết. Chưa dừng lại, họ còn rất muốn được biết những đánh giá của những người đi trước về từng địa điểm sửa xe và đồng thời có thể tự chấm điểm cho địa điểm sửa xe mà mình lựa chọn. Và để khách hàng có sự lựa chọn hợp lý nhất, Vivu cần bổ sung thêm những tính năng thiết yếu như cung cấp bảng giá sửa xe, bảng giá phụ tùng của từng cửa hàng, mang đến cho khách hàng những thông tin ưu đãi hấp dẫn, thông báo lịch trình thay dầu của phương tiện, cập nhật giá xăng dầu theo thời gian thực, hoàn thiện kỹ năng cứu hộ khẩn cấp, cập nhật đầy đủ database về các địa điểm gửi xe, địa điểm cây xăng, ATM. Tại sao đến giờ Vivu lại chỉ được ít người sử dụng? Vì Vivu đang rất thiếu tính gắn kết cộng đồng. Khách hàng họ khát khao có một cộng đồng mà ở đó họ có thể tìm thấy những mẹo sửa xe, khám bệnh xe, chăm sóc xe, kinh nghiệm phượt của những người đi trước, một không gian trên Facebook có thể chia sẻ mọi câu chuyện của mình giống như AutoFun nhưng dành cho tất cả các loại xe, một khu vực thương mại nơi họ có thể tìm mua hay rao bán những chiếc xe cũ. Và khát khao lớn nhất của họ đó là khi gặp sự cố, họ có thể phát tín hiệu và kết nối cầu cứu những người đang sử dụng Vivu ở gần mình. Khi tín hiệu được phát đi, những người sử dụng Vivu trong bán kính khu vực nhất định sẽ nhận được thông báo có thể trợ giúp được hay không. Và nếu tính năng này trở thành hiện thực, chắc hẳn sẽ có rất nhiều câu chuyện tình đẹp bước ra từ chính Vivu. Để Vivu phát huy được tối đa sức mạnh và tiềm năng của mình, chúng tôi mang đến một chiến lược marketing với thông điệp xe là để yêu thương. Chiến lược gồm có 3 giai đoạn với những mục tiêu đặt ra khác nhau. Giai đoạn đầu tiên với mục tiêu gợi mở nhu cầu, tăng độ nhận diện thương hiệu Vivu, tăng lượng nhận biết lên con số 300.000 người và tăng thêm 10.000 lượt tải. Tiếp cận và được sử dụng sâu rộng bởi cộng đồng phượt, từ đó tăng cơ sở dữ liệu cho Vivu từ chính khách hàng mục tiêu này bằng cách kết hợp với diễn đàn phượt.vn để tổ chức cuộc thi Vivu một nơi. Cuộc thi này sẽ được seeding trên các forum phượt, trên các group và fanspage Facebook bởi các hot vlogger, blogger và trên các kênh công nghệ với ngân sách dự kiến là 70 triệu đồng. Giai đoạn 2 với tên gọi nâng cấp trải nghiệm diện rộng với mục tiêu tăng lượng nhận biết lên 1.700.000 người và tăng thêm 95.000 lượt tải ứng dụng bằng cách quảng bá Vivu trên những game máy tính và di động nổi tiếng của chính VTC cung cấp. Thông qua cách này, Vivu sẽ có thể tiếp cận đến một số lượng lớn các bạn trẻ là khách hàng tiềm năng. Không những thế, chiến lược truyền thông của giai đoạn này còn bao gồm chạy quảng cáo trên Facebook, liên kết với những ứng dụng xe như Grab Taxi, chạy paid install trên hai kho ứng dụng Google Play và App Store. Ngân sách dự kiến cho chiến lược marketing trong giai đoạn 2 là 450 triệu đồng. Giai đoạn 3 với thông điệp củng cố niềm tin, lan tỏa thương hiệu. Với mục tiêu tăng trưởng tự nhiên, tổng số lượng tải Vivu sau giai đoạn này đạt mốc 1 triệu bằng các phương thức CPI, CPC, PR, các sự kiện online và offline. Với ngân sách dự kiến là 1 tỷ đồng, thông qua chiến lược marketing của mình, chúng tôi tự tin rằng có thể giúp Vivu tiếp cận tối đa thị trường khách hàng tiềm năng của mình. Vivu đã đi là phải Vivu.